Bạn chỉ còn ít ngày nữa là học sinh trong toàn tỉnh sẽ tựu trường, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, năm học 2024-2025. Hiện nay các trường học đang gấp rút hoàn thành nốt các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Phóng sự được thực hiện tại huyện vùng cao Bắc Hà. Năm học 2024-2025, huyện Bắc Hà đón khoảng 1.546 học sinh lớp 1. Từ trung tuần tháng 7, các em đã đến trường, được thầy cô rèn kỹ năng, làm quen nền nếp học tập, làm việc nhóm, các hoạt động tập thể. Sinh khối lớp 1 của trường chúng tôi đã rất tự tin để bước vào năm học mới và cô và trò chúng tôi cũng quyết tâm sẽ áp dụng mọi biện pháp học tập, vui chơi, trải nghiệm và kỹ năng sống để cho các con đạt được thành tích cao nhất trong học này. Để đón học sinh tựu trường vào ngày 28 tháng 8, giáo viên và phụ huynh học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện Bắc Hà đã đến trường để tiếp nhận, phân phát sách giáo khoa cho học sinh, kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, dọn vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Vận động học sinh, đưa hết học sinh ngay ra trường ngay từ đầu năm học. Và từ đấy thì giáo viên thì bắt đầu về đến nhà trường và xây dựng cái kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với lại tình hình thực tế của xã. Đấy, và các giáo viên phải xây dựng được cái kế hoạch giáo dục của từng lớp. Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường là triển khai thực hiện công tác tập huấn theo chỉ đạo của tỉnh cũng như là của huyện, và hiện nay thì phòng đang tham mưu huyện là tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị cũng như là chuyên môn cho toàn thể các đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện, và vận động tuyên truyền nhân dân mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa cho các cháu để chuẩn bị cho năm học mới. Năm học mới 2024-2025, Bắc Hà có 56 trường, hơn 19.700 học sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các trường học đã sẵn sàng chào đón học sinh các cấp trở lại tựu trường, hân hoan chờ đón ngày khai giảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.